chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên. Minh Thủy. Tên của bạn tương ứng với số 9 là thể hiện tình thương vô bờ bến đối với nhân loại, có ý nghĩa là phải sống khổ hạnh mới tìm ra được chân lý và khuyên chúng ta một điều. Sự im lặng là vàng bạc, lời nói phải cẩn thận, phải suy nghĩ chín chắn trước khi phát ngôn. Số 9 liên hệ với sao Hải Vương, tương đương với thần tu khổ hạnh. Trong bài Tarot, Đức Khổng Phu Tử và Thủ tướng Ấn Độ thuộc loại người số 9. Về tính tình và nhân cách, họ là những con người rất thụ cảm và tế nhị, cảm thông với những nhu cầu đòi hỏi của người xung quanh và sẵn sàng giúp họ thỏa mãn một cách nồng nhiệt. Các nạn nhân của bạo lực và áp bức, những người bị bạc đãi, hất hủi, bệnh tật, già yếu, không may mắn, đều gây cảm xúc cho họ như là những người thân thuộc vậy. Số 9, khi theo đuổi một nguyên do chính đáng, họ say đắm đến độ quên lãng cả gia đình. Tính lại, họ là con người rất nhân ái và lý tưởng, bị chi phối bởi trực giác và tình cảm nhiều hơn là lý luận và trí thức. Mặc dù rất cảm thụ, họ rất dè dặt, thường rút lui vào địa hạt triết lý, tâm linh với hy vọng tìm ra được cách giải quyết thỏa đáng cho những vấn đề, những đau khổ của loài người. Ít khi bị quyến rũ bởi tiền bạc hay quyền hành, trừ phi đó là những phương tiện để cứu giúp người khác. Có tính tình chịu đựng bền bỉ, can đảm và cương quyết, nhưng lại ít dùng tính đó để suy cho mình. Trong cuộc sống, mục đích của họ là tình yêu rộng lớn, lòng đại lượng và sự thông cảm, được nhiều người mến thương, cũng như bị nhiều người ghen ghét bởi vì họ kết bạn dễ dàng, nhưng thường không giữ được bạn bởi tính tình nông nổi và bồng bột của mình. Người số 9 không ưa cãi cọ về những chuyện vụn vặt, nhưng lại rất chú trọng đến các vấn đề quan trọng và dễ gay gắt, giận dữ với những người không đồng quan điểm. Thường thì dè dặt, tự quyết, tự lập và ẩn tránh nhiều hơn. Về một vài khía cạnh khác, họ là một cá nhân rất may mắn và hay thay đổi. Hôm nay thì buồn, ủ ê, nhưng hôm sau sẽ vui nhộn, hứng khởi. Tuần này hăng hái sôi nổi, tuần sau đã dửng dưng lạnh nhạt. Tuy nhiên, có một điểm cố định, dù tính tình và hoàn cảnh có thay đổi, mục tiêu duy nhất là tự do và tình yêu thương đồng loại. Trong khía cạnh công việc, năng khiếu và tiền bạc, những người số 9 thích hợp hơn cả với những công việc và nghề nghiệp đòi hỏi sự giúp đỡ của người khác. Nếu biết hòa đồng tính tình, họ sẽ là những nhà lãnh đạo tôn giáo, các bác sĩ, y tá, trợ tá, cán sự xã hội và kể cả thợ thuyền rất khéo léo, tài ba. Tuy dè dặt, nhưng họ có nhiều người thích xuất hiện trước quần chúng và có thể thành công như nhà hùng biện, thuyết pháp, chính trị gia, giảng viên hay giáo sư triết học. Tuy có trí thông minh và tài lãnh đạo rất cần thiết cho việc kinh tài, họ lại thường không thấy hạnh phúc. Trong công việc, họ làm việc chỉ vì tiền hay vì danh tiếng, không làm cho họ thỏa mãn, nên tránh các nghề như tài chính, kinh doanh, quảng cáo. Luật học rất thích ứng với họ nếu họ được phép bênh vực thẳng thắn cho chính nghĩa. Là nhân viên, tính thường thất thường, họ chỉ đạt được kết quả tốt nếu
biết để nhiệt tâm vào việc, cũng như sự tin tưởng, rất dễ để tình cảm xen vào công việc. Trong trường hợp họ là chủ nhân, họ rất điệu vợi, thật thà và rộng lượng. Trong vấn đề về tiền bạc, họ không thành thạo trong vấn đề quản trị. Có người kiếm được nhiều tiền và giàu có thường là do may mắn nhiều hơn. Đại lượng sẵn sàng giúp đỡ gia đình và bạn bè, có khi cả những người rất xa lạ nữa. Không hiếm thấy những người có số 9 bị nợ nần nhiều. Tuy thích tiền bạc nhưng lại không làm nô lệ cho đồng tiền. Đối với họ, đồng tiền kiếm ra chỉ để tạo tiện nghi cho đời sống vật chất, chứ không phải dùng để tạo thế lực hay dùng để đẻ ra đồng tiền khác. Về tình duyên, những người số 9 là những người bạn đường rất tính cẩn và trung tình. Hôn nhân đối với họ rất thiêng liêng, rất ít than phiền về bạn trăm năm của mình. Với người khác, dù là bạn bè thân thuộc và ngược lại, rất là khổ sở nếu người yêu của mình phân trần chuyện gia đình với người ngoài. Họ đáng kính trọng, nhưng chưa phải là người bạn lý tưởng. Cũng giống như một số đông các bác sĩ, họ dành hầu hết thì giờ và năng lực cho những người khác, nhiều khi quên lãng gia đình của mình. Đời sống tình cảm khô khan, họ bị hăng say về công việc, họ quên cả những ngày nghỉ lễ quan trọng như sinh nhật, ngày Tết hay ngày Noel. Tuy tình cảm của họ khô khan, nhưng nhiều khi họ cần sự yêu đương, họ thích hợp với số 4, số 7 hay số 9. Vì có tính tình và mục tiêu giống nhau, đôi khi số 9 kết hợp với số 2 cũng sung sướng. Với sự chịu đựng và cố gắng của hai bên, số 9 có thể kết hợp với số 3, số 6 hay số 8. Nhưng phải thận trọng khi họ muốn kết hợp với số 1 và số 5 bởi vì có tính tình trái ngược. Trên đây là tất cả những thông tin liên quan đến các bạn có tuổi tương ứng với số 9. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.